Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2019. Rất vui khi được trở lại với quý vị và các bạn trong cái video clip này. Lời đầu tiên cửa hàng chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất. Và hôm nay là ngày Noel Giáng sinh thì chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có một ngày nghỉ lễ Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một siêu phẩm, một tuyệt phẩm, một kiệt tác luôn. Đó chính là một chiếc sập khảm liên chi cũ tái chất liệu bằng gỗ Vụ Ta Quảng Bình, hàng siêu khủng của hàng đố Cụ Bùi Tuấn. Chiếc sập này thì là kích thước là dài là 2m20, chiều dài và nhân chiều rộng là 1m80, và chiều cao từ mặt đất lên mặt sập là cao là 62 phân. Và mặt sập này là mặt sập hai lá một tấm bong đôi cùng gân, và lá mặt sập là đầy đủ độ 2 phân. Và chiếc sập này được khảm ốc Singapore, hàng đỉnh cao, khảm tích tứ dân và khảm cả mặt. Quây thì là khảm tích tứ dân sĩ lồng công thương, và mặt này của nó này là khảm là Lý Ngư Vọng Nguyệt. Thì đây là một trong những cái siêu phẩm của hàng chúng tôi. Thì hiện tại thì chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở đố Cụ Bùi Tuấn. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những cái tuyệt phẩm đỉnh cao như này thì có thể vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng số điện thoại trên màn hình đây để lấy thêm thông tin và hình ảnh chi tiết nhất về giá của sản phẩm mà quý vị cũng quan tâm. Và ngoài cái sản phẩm này ra thì chiếc sập siêu VIP này ra thì cửa hàng chúng tôi còn bán rất nhiều những món đồ gỗ khác như sập gụ, tủ tre, bàn ghế các loại. Quý vị vui lòng về tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Nam Phượng, Hà Nội để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những món sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì chiếc sập này thì chúng tôi đã hoàn thiện kỹ, xi sát và đánh trong một lượt các ly bóng mờ, bóng trong theo đúng đánh cổ truyền. Và đây là một siêu phẩm, một siêu phẩm. Đây là một siêu phẩm kinh điển luôn. Và chúng tôi vừa mới sưu tầm xong thì sau đây thì quý vị có thể đi cùng với tôi vào cái đường nét chi tiết của chiếc sập như này. Xin mời quý vị. Đây là tổng thể của chiếc sập này. Đó, chiếc sập kinh điển luôn. Chúng tôi sưu tầm được chiếc sập này là chiếc sập cực là đỉnh cao. Đó, rất là đỉnh cao luôn. Và chiếc này thì là khảm cả mặt. Và tôi xin nói lại một lần nữa là dạ trước là dày 10 phân đậu, và dạ đốc ngang là dày là 8,5 phân, và mặt hai lá và lá dày 2 phân đậu. Đó, khảm cả mặt và chân vuông là 24 phân, và chiều cao tổng thể của cả sập là 62 phân. Đó, một trong những chiếc sập đỉnh cao của đỉnh cao luôn. Đây chính là chiếc sập để tôi lên cho quý vị xem để quý vị có thể là đón xuân 2020, năm mới sắp đến rồi. Quý vị nào có nhu cầu thực sự thì có thể liên hệ trực tiếp với hàng của chúng tôi. Đó, hàng đỉnh cao của đỉnh cao. Và đầu tiên tôi xin được quay cái dạ đầu tiên. Đây quý vị có thể xem là ốc cực đẹp luôn. Đó, tôi quay một lượt đi thật chậm chậm để cho quý vị xem hết được cái quang cảnh của chiếc dạ như này. Đây là một trong những chiếc sập khảm mà của nghệ nhân, nghệ nhân tay nghề cực là đỉnh cao mới khảm ra được. Đó, rất là đỉnh cao luôn. Và chúng tôi lắp tạm ngoài đường như này để cho lên để cho quý vị có thể tham khảo, có cái nhìn chân thực và rõ nét nhất. Đó, còn đến thực tế thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Hiện tại thì trời đang rất là, nó hơi nắng một chút đó, cho nên chất ốc nó sẽ không thể nào mà thể hiện được hết cái độ của nó được. Đầu tiên thì tôi xin quay từ đầu này. Đây, chân quý vị thấy là chân là đục xoáy, dưới thì quả cà quả găng, và trên này thì chán chân thì là khảm, đây rất là đẹp. Đây, nước khảm ốc Singapore rất là đẹp và đỉnh cao luôn. Đó, rất là đẹp. Quý vị thì thấy là cắt nét, cắt tỉa kỹ mỹ và hàng không bong chóc một chút nào cả. Đó, và trong này thì những cái cây đây, đó, tôi cắt từ cái cây, các cái cây ra cắt rất là nghệ thuật luôn. Và đây là người nông dân là đang đi quăng chài thả lưới. Đó, và đây là cảnh các cái đường làng, đường làng, đường núi quanh co đây, đường núi đường làng quanh co, và những cái người nông dân là đang kè cuốc kè ruộng, cắt từ những cái lá cỏ này ra rất là đỉnh cao đẳng cấp rồi. Ốc quý vị có thể xem là ốc quá là đẹp luôn. Đó, và sang bên này là những cái ngôi nhà, những cái ngôi nhà, những cái cây dừa đây cắt ra từ kỹ thuật và các cái đường đấy, các cây nhỏ li ti từ các cái cây trúc đây cắt ra cực đẹp luôn, quá là công phu. Đó, và đây là cái đây là cái ô giữa của cái chiếc sập. Đó, ô giữa chiếc sập thì đây là cái đình. Đó, đây là cái đình đây, quý vị có thể cây đa đầu làng đây, cây đa đầu làng. Đó, và cắt từ các cái mái đình đây, từ các cái dòng chữ. Đó, từ những cái cột đình đây cắt đẹp đỉnh cao luôn. Từ các cái lền gạch. Đó, các cái tường bao đây. Từ cái cảnh người. Quá là nghệ thuật luôn. Đó, và gỗ thì lành lặn tuyệt đối. Nó có
còn lành đến 98%, vàng rất là đẹp luôn. Và đây là cảnh cảnh nhà vườn của cái người nông dân ngày xưa. Đó, quý vị có thể cảm nhận đây là từ các cái cổng bằng tre đây, làm những các cái cây tre ra. Đó, và người ta đây là người nông dân đấy đang đi chụp cá này. Và đây là những cái cây hoa mai lở báo hiệu là mùa xuân. Đây, những cái cây chuối này đẹp đến từng chi tiết luôn. Và bên này cũng thế, là người nông dân đi quăng chài thả lưới. Quý vị có thể xem một cách là tường tận nhất, và chân bên này cũng như vậy, như chân bên kia. Và ở trên ống mặt sập như này, đây thì khảm các cái từ các cái đầu góc ra, và các cái cổ đây khảm các cái đường dây dưa nó xóc ra, rất là đẹp và công phu luôn, đỉnh cao. Đó, và tôi quay lại một lượt nữa để cho quý vị có thể ngắm nhìn được hết cái dạ tiền của cái sập đỉnh cao như này, siêu vít như này. Quá đỉnh cao luôn. Đây là một trong những cái sập kiệt tác luôn mà chúng tôi sưu tầm được, rất là đỉnh cao luôn. Đó. Dạ dọc. Đây là cái bề mặt tiền của cái chiếc dạ trước đây. Và tiếp theo tôi xin quay đến cái đốc ngang. Đấy, đốc ngang thì có thể thấy là gỗ là thì lành lặn như nhau. Không có tóc lứt dập rác mới mọt gì cả. Và cũng là khảm cảnh tứ dân, rất là đẹp luôn. Và bên này, bên đốc này, hiện tại tôi đang quay thời điểm là 4 giờ chiều, nên là thời tiết là nó không ủng hộ lắm, cho nên là quý vị hết sức là thông cảm, nó không thể rõ được bằng là mình nhìn thực tế. Chứ đến nhìn thực tế thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, và đây tiếp theo là cái mặt, là cái phần chính của cái sập này. Mặt sập này tôi xin nhấn mạnh là dày 2 phân, cực dày luôn, rất dày, 2 phân đến 2 phân mốt động. Đấy, phân động. Và lá thì lá mở, một tấm bông đôi cùng gân cùng vân, quý vị có thể xem đây, chất ngụ ta của mình. Chiếc sập này thì lúc đang hoàn thiện, đánh đấm lại thì tôi cũng đã cho lên để cho quý vị xem rồi. Và hôm nay chính thức là cái công đoạn là nó lên xong toàn bộ, thì chúng tôi cho lên như này cho quý vị có thể có cái nhìn chân thực nhất. Đó, và đây là cảnh giữa, đây là cảnh giữa là khảm là Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đó, cá chép trông trăng rất là thơ mộng, từ các cái áng nước, từ những chú cá bơi dưới lòng hồ rất là đẹp cảnh sắc. Và những cái lá cỏ cây hoa sen ra đẳng cấp luôn. Và bốn cái đầu góc này là khảm những cái cây hoa hồng, và từ các cái góc này ra là khảm những cái đường dây triện ra này. Đó, và đây là cũng cái khảm rất là kỹ luôn, là thành động thế, khảm những cái cây hoa hồng ra. Và đây là những cái cây cỏ mọc tua ra. Đó, mọc tua ra rất đẹp luôn. Đây, và tôi quay cho quý vị xem cái vân gỗ. Cái vân gỗ này thì quá là đỉnh cao, không khác gì được gỗ chắc cả. Men rất giống gỗ chắc, tại vì nó gỗ nó cực gân. Đó, và đây tôi quay cho trong cho quý vị xem này, lá như nhau luôn. Chiếc sập này tôi sẽ quay cực kỹ luôn. Một chiếc sập khảm liên chi mà nó hàng đỉnh như này thì không biết bao giờ chúng tôi lại mới lại sưu tầm được những cái chiếc nó VIP như này. Đó, nên quý vị nào thực sự quan tâm thì không nhanh tay liên hệ với chúng tôi để có cái giá tốt nhất trên thị trường. Và sau đây tôi xin quay lại tổng thể một lần nữa để cho quý vị có thể ngắm nhìn, có cái nhìn tốt nhất và tổng thể nhất. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và subscribe kênh để có thể cập nhật và theo dõi sản phẩm và càng về mới nhất và thường xuyên nhất. Và hơn nữa để cho hàng chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những món đồ siêu vip và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Thì sau đây tôi xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.